Thời gian qua, nhiều địa phương đã tích cực đẩy mạnh việc phân loại rác thải tại nguồn bằng nhiều việc làm, hành động cụ thể. Theo đó, thì việc tổ chức những ngày hội thu đổi rác thải tài nguyên trên địa bàn đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, hình thành thói quen tự giác phân loại rác thải tại nguồn đối với từng cá nhân, hộ dân, góp phần xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường. Tại phường Thạch Thang, vừa qua đã tổ chức ngày hội thu đổi rác tài nguyên, thu hút đông đảo người dân tham gia. Mỗi người đều mang theo ít nhất 2 bao rác tài nguyên từ nhà mình đến để thu đổi. Không khí diễn ra sôi nổi, nhiều người dân cho biết, lâu nay địa phương cũng tích cực tuyên truyền vận động người dân phân loại rác thải tại nhà, nên nhiều loại rác thải là giấy báo, vỏ lon, chai nhựa đều xếp thành bao riêng để trong nhà. Nếu không có ngày hội thì hàng tuần đem góp lại tổ dân phố, bán gây quỹ và góp phần bảo vệ môi trường. Nhân tiện phường tổ chức ngày hội này á, là coi như ở khu dân cư là mang tới các bìa cà tông, giấy báo và các lon và chai nhựa để đem tới đổi. Và khi phường tổ chức này, ngày hội rất là vui, mọi người cảm thấy là mình đã đóng góp một phần nào đó vào bảo vệ môi trường. Tại những ngày hội như thế này, các sản phẩm để đổi rác tài nguyên là các sản phẩm thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng, gồm các loại như muỗng, túi vải thân thiện môi trường, giỏ đi chợ, hay đặc biệt hơn là rau củ quả được gói bằng lá chuối, vân vân. Nhiều địa phương cho biết, công tác phân loại rác thải tại nguồn được thực hiện đồng bộ, thường xuyên. Đặc biệt, những ngày hội thu đổi rác như thế này mang lại hiệu quả cao, thu về khối lượng lớn rác thải trên địa bàn, nhất là đông đảo người dân hưởng ứng, chuyển hóa nhận thức thành hành động bảo vệ môi trường cụ thể. Theo tôi thì cái này tôi thấy rất hay. Bởi vì có cái này thì mới vận động được toàn dân, người ta ý thức được cái vấn đề môi trường và người ta mới phân rác tại nguồn được. Chứ còn không có những cái ngày hội như này á thì cái vấn đề thông tin hoặc cái truyền thông đối với khu dân cư á, đối với dân người ta rất hạn chế. Qua cái ngày hội thu đổi rác này thì chúng tôi huy động tất cả các khu dân cư và nhân dân trên địa bàn phường đến để tham quan, để chứng kiến và nghe tuyên truyền lại, nhắc lại về cái việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn phường, nhằm góp phần là nâng cao nhận thức cho người dân và biến cái nhận thức đó thành hành động cụ thể, thiết thực hơn trong thời gian đến, và để góp phần vào xây dựng phường Thạch Thang đạt tiêu chí phường thân thiện môi trường, và cũng như là góp phần để xây dựng thành phố chúng ta trở thành thành phố môi trường đáng sống. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, dự báo đến năm 2025, trung bình khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố trên 1.800 tấn một ngày. Giai đoạn năm 2025-2030 là hơn 2.400 tấn một ngày và hơn 3.000 tấn một ngày, trong thời gian từ năm 2030 đến năm 2040. Điều đó cho thấy đô thị Đà Nẵng đang đối mặt với quá nhiều áp lực về vấn đề rác thải trong tương lai. Việc tổ chức những ngày hội thu đổi như thế này góp phần lan tỏa hiệu ứng bảo vệ môi trường ra cộng đồng và giảm tải lượng rác thải lên bãi rác Khánh Sơn, tái chế rác tài nguyên phục vụ đời sống xã hội.